Bắt đầu vào bài đá thẳng chân tập bụng dưới. Đây là một bài khá là dễ dành cho các bạn mới bắt đầu. Các bạn lưu ý là các bạn sẽ đặt hai tay dưới mông, giữ người nằm trên sàn, rồi các bạn bắt đầu đá thẳng chân lên. Cố gắng là các bạn kẹp hai lòng bàn chân vào nhau, đá thẳng chân lên. Khi lên đến nơi, vuông góc với sàn nhà, các bạn giữ lại xíu, gồng chặt và siết cơ bụng vô. Lúc thả xuống á, thì các bạn thả và duỗi thẳng cái chân của các bạn ra một xíu, nhưng không để gót chân của các bạn chạm sàn. Và khi co lên muốn nặng hơn, các bạn có thể chồm đầu lên một xíu, nhưng đừng có gập và bẻ cái cổ của các bạn lại. Nhớ là gồng căng cơ bụng để chịu lực và không thả nhanh chân xuống để nhấc bổng cái lưng dưới của các bạn lên. Xuống, hít vào, lên, thở ra.